Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của đài phát thanh truyền hình cao bằng. Như thường lệ, mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin về tình hình dịch Covid-19 và một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với nhóm trẻ có tiền sử phản vệ với vaccine phòng COVID-19 hay các thành phần khác của vaccine, trẻ đang gặp các bệnh mãn tính, cấp tính tiến triển như là sốt, nhiễm trùng, đang điều trị, hóa trị ung thư thì cần hoãn lịch tiêm tới khi kết thúc tình trạng bệnh. Trong trường hợp trẻ em đã từng mắc COVID-19 chưa tới 3 tháng kể từ ngày khởi phát đến ngày tiêm thì không nên tiêm ngừa cho trẻ. Lịch tiêm sẽ được lùi lại để cơ thể có đủ sức, tạo điều kiện an toàn cho quá trình tiêm chủng. Theo các báo cáo, thì các phản ứng mà vaccine phòng COVID-19 tác dụng lên trẻ sau khi tiêm cũng tương tự với người lớn nhưng tỷ lệ gặp phải ít hơn và mức độ nhẹ hơn. Trẻ có thể gặp các phản ứng bất lợi như là đau, sưng tại vị trí tiêm, mệt mỏi, đau đầu, sốt, ban đỏ, nhưng tỷ lệ gặp các phản ứng này chỉ ở mức 1 phần 10. Theo các chuyên gia, sau khoảng một thời gian, tình trạng này sẽ biến mất hoàn toàn mà không ảnh hưởng gì tới sức khỏe. Còn nếu như trẻ có gặp các triệu chứng như là sốt, ho, tức ngực, mệt mỏi thì tình trạng này cũng sẽ ổn dần. Để có thể kiểm soát được tình hình của trẻ sau khi tiêm và các tình huống xấu xảy ra, phụ huynh nên tuân thủ hướng dẫn của ngành y tế tiến hành theo dõi trẻ 30 phút sau khi tiêm tại điểm tiêm. Theo dõi trẻ 24 trên 24 giờ trong vòng 3 ngày đầu vì những phản ứng mạnh và nguy hiểm nhất thường xuất hiện vào thời gian này. Liên tục theo dõi sức khỏe của trẻ trong vòng 28 ngày tiếp theo. Ngày khi phát hiện trẻ có triệu chứng tức ngực, khó thở thì nên đưa trẻ tới trung tâm y tế để kịp thời được hỗ trợ. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng, mùng 4 tháng 4 năm 1947, mùng 4 tháng 4 năm 2022. Sáng ngày mùng 4 tháng 4 Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức dâng hương, dâng hoa, báo công tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Trước anh linh của người, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới đã công hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân Việt Nam và các dân tộc bị áp bức bóc lột. Diễn từ của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định, trải qua 75 năm xây dựng và phát triển với những nhiệm vụ khác nhau theo từng giai đoạn lịch sử, công đoàn cao bằng luôn đồng hành cùng những thăng trầm của đất nước và dân tộc, tổ chức thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn, động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động đóng góp vô cùng quan trọng về công sức, trí tuệ và cả xương máu trong các cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập ngày nay. Trước anh linh của người, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh nguyện mãi mãi khắc ghi lời dạy của bác, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng học tập và trao dồi đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm và làm đạt kết quả tốt nhất xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập công đoàn Cao Bằng, sáng ngày mùng 4 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức giao lưu môn bóng chuyển hơi và kéo co thu hút đông đảo vận động viên tham gia. Tham dự có 4 đoàn vận động viên đến từ Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc. Với thể thức vòng tròn tính điểm, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình và công hiến cho người xem những pha bóng đẹp mắt. Các trận cầu căng thẳng, nhất là ở vòng chung kết. Dương môn kéo co cũng đã tạo ra không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp lực, quyết tâm với khẩu hiệu khỏe để thi đua làm việc tốt hoạt động giao lưu thể thao trong cán bộ, đoàn viên, viên chức, người lao động được các tổ chức công đoàn duy trì, tập luyện thường xuyên nhằm nâng cao sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, khích lệ, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh ngày càng phát triển. Trong những ngày này, Liên đoàn lao động tỉnh đã phát động sâu rộng các hoạt động bề nổi về văn hóa, văn nghệ, thể thao, nâng cao thể chất, tinh thần, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ công đoàn chủ chốt cơ sở. Phát động các cuộc thi tìm hiểu truyền thống 75 năm công đoàn cao bằng, vai trò của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Kết thúc giao lưu, ban tổ chức đã trao phần thưởng cho các đội có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu huyện ủy Bảo Lạc đã tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai hàng tháng, ôn lại truyền thống 77 năm ngày thành lập tri bộ đảng đầu tiên của huyện Bảo Lạc, 15 tháng 4 năm 1945, 15 tháng 4 năm 2022. Lễ chào cờ là dịp để lãnh đạo huyện đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quý 1 và quán triệt triển khai một số nội dung trọng tâm trong tháng 4 năm 2022. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong lề lối làm việc, gương mẫu đi đầu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển lễ chào cờ duy trì hàng tháng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo khí thế một tuần làm việc mới, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Tiếp theo sau đây, như thường lệ sẽ là thông tin trong nước, quốc tế. Ngày hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan trung ương 11 tháng 4 năm 2007, 11 tháng 4 năm 2022. Đề cập tới vai trò vị trí quan trọng của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, Chủ tịch nước nêu rõ tại hội nghị Trung ương 6 khóa 12, Trung ương đã khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương. Ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định số 16 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương thay thế quyết định số 98 ngày 22 tháng 10 năm 2007 và ban bí thư đã ban hành quyết định số 34 về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy khối tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy tổ chức Đảng, đặc biệt coi trọng xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Với nhiệm vụ then chốt này, Đảng ủy khối và các cấp ủy cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các hoạt công tác xây dựng Đảng, giữ dự vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng và người đứng đầu làm tốt công tác chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tăng cường đấu tranh phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa ngay từ mỗi đảng viên, mỗi tri bộ, cơ quan, đơn vị. Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022. Phát biểu khai mạc Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Tình hình quý 1 vừa qua đã cho thấy chúng ta đã dự báo tương đối sát tình hình với nhận định tình hình sẽ có thuận lợi, cơ hội, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi. Tình hình trong các tháng 1, 2, 3 đã có những chuyển biến mới nhanh, khó lường. Tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp do các biến chủng mới như Omicron, giá nguyên liệu và lạm phát trên thế giới gây áp lực lớn. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, chúng ta phải giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài nhiều năm, các vấn đề mới xuất hiện do tác động từ tình hình thế giới, các vấn đề đặt ra trong thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, chính phủ về phục hồi nhanh, phát triển bền vững, các vấn đề nổi lên như tình hình mưa lũ bất thường ở miền Trung, vấn đề đảm bảo cân đối lớn về điện, năng lượng trong năm 2022 và thời gian tới, việc mở cửa trở lại trường học và du lịch. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tham dự cuộc họp phân tích, đánh giá sâu sắc hơn những mặt được, chưa được, phân tích kỹ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đóng góp thêm về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm thời gian tới. Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thế nào để khắc phục được các tồn tại, hạn chế, ứng phó linh hoạt, hiệu quả với những vấn đề mới có thể phát sinh, tiếp tục giải quyết những vấn đề tồn động kéo dài. Khảo sát giả phá được gần 500.000 hecta đất, công bố bản đồ ô nhiễm bom mìn toàn quốc, hỗ trợ hơn 5.000 nạn nhân và các đối tượng liên quan, tổ chức giáo dục nguy cơ cho hơn 3 triệu người dân và học sinh. Đây là những kết quả quan trọng mà Việt Nam đã đạt được qua 10 năm thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025, gọi tắt là chương trình 504. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn, và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam đã nhấn mạnh bom mìn vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam là hiểm họa hàng ngày đối với người dân, là vấn đề nhức nhối của đất nước, gây ra nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống, cản trở sự phát triển bình thường của kinh tế xã hội trong bối cảnh khó khăn. Đây là hậu quả rất nặng nề, bởi mất mát về con người là không thể bù đắp được. Thủ tướng cũng nêu rõ trong nhiều năm qua, Việt Nam đã tích cực chủ động trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung, ra cam nói riêng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị với tinh thần nhân văn và trách nhiệm cao nhất, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, có giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế tồn tại để công tác khắc phục hậu quả bom mìn đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Đại diện Bộ Y tế cho biết bắt đầu từ ngày 15 tháng 4, cơ quan này sẽ triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho người dân trên cả nước. Các cơ sở tiêm chủng trên cả nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19 bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 để Bộ Y tế cấp hộ chiếu vaccine cho người dân bắt đầu từ ngày 15 tháng 4. Đại diện Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế thông tin tại Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vaccine và quán triệt việc bổ sung xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 sáng ngày 4 tháng 4. Để quá trình triển khai cấp hộ chiếu vaccine sắp tới diễn ra thông suốt, hiệu quả, lãnh đạo Bộ Y tế sao Cục Công nghệ Thông tin tiếp thu các ý kiến của các địa phương, đơn vị, khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vaccine. Các cơ sở tiêm chủng trên cả nước phải ra soát, bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19, nhập dữ liệu người dân tiêm chủng COVID-19 đầy đủ, chính xác lên hệ thống phục vụ cấp hộ chiếu vaccine. Bộ Y tế giao các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân kiểm tra, ra soát thông tin tiêm chủng COVID-19. Trong trường hợp có sai sót, chưa có dữ liệu trên hệ thống, người dân phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 hoặc liên hệ trực tiếp cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, chỉnh sửa. Trong tháng 3 năm 2022, số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, ghi nhận trên 1,2 triệu ca, tăng khoảng 950.000 ca so với tháng 2. Theo Bộ Y tế, đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên cả nước. Số ca mắc mới có xu hướng giảm tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong tuần qua. Tuy nhiên, số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, số ca mắc mới ở nhóm chưa tiêm vaccine trong tháng 3 ghi nhận 1,2 triệu ca, tăng khoảng 950.000 ca so với tháng 2, phổ biến ở nhóm trẻ dưới 12 tuổi. Bên cạnh đó, có địa phương qua giả soát tiếp tục phát hiện còn hàng nghìn người thuộc nhóm nguy cơ cao trên 65 tuổi kèm bệnh nền cũng chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đơn cử như tại thành phố Hồ Chí Minh, con số này là hơn 4.200. Hiện nay, công tác giàn soát và triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ nhóm người này vẫn đang được tiếp tục triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Tin quốc tế. Các nhà khoa học Nam Phi nhận định rằng biến thể mới Delta Crohn có thể sẽ gây ra làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 vào cuối tháng 4 hoặc tháng 5 ở nước này. Một biến thể mới với tên gọi là Delta Crohn là sự kết hợp giữa biến thể Delta và Omicron đã xuất hiện tại Nam Phi, các nhà khoa học cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể Delta Crohn nghiêm trọng hơn hoặc gây tử vong nhiều hơn so với biến thể Omicron. Biến thể Delta Crohn hiện đã chiếm ưu thế trong nước và trở nên phổ biến chỉ sau biến thể Omicron ở Nam Phi, nguyên nhân gây ra làn sóng dịch thứ tư. Bên cạnh việc khuyến khích những người mắc bệnh nền tiêm nhắc lại, ông Suleiman cũng cho rằng Nam Phi hiện đã có mức độ miễn dịch dân số cao khi các nghiên cứu gần đây cho thấy 68 đến 80% người dân nước này có khả năng miễn dịch. Cuối tháng 3 vừa qua, chính phủ Nam Phi kêu gọi người dân tiếp tục duy trì tinh thần cảnh giác vì dịch COVID-19 vẫn chưa bị đánh bại, đồng thời khuyến khích tất cả những người trên 12 tuổi tiêm chủng. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.